3S là thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Tây Ban Nha ra đời từ năm 1996 và có trụ sở chính tại Barcelona. Với chất lượng tốt và độ thân thiện cao, các sản phẩm của 3S không chỉ được ưa chuộng tại các nước khối EU mà hiện nay còn có mặt trên hơn 50 quốc gia trên thế giới với 5 dòng sản phẩm chính như Face Care, Body Care, Hair Care, Hand Care, Baby Care, LITDAMANDEDOUCE, sữa tắm dạng lotion hương hạnh nhân 3S. LITDAMANDEDOUCE thuộc dòng sản phẩm sữa tắm dạng lotion của 3S giàu dưỡng chất, dễ dàng tạo bọt mang cảm giác thư giãn khi sử dụng, cùng hương thơm hạnh nhân nhẹ nhàng, ngọt ngào lưu hương trên da cho bạn làn da mịn màng và cuốn hút, công thức làm sạch da dịu nhẹ, không gây kích ứng da, cân bằng độ phờ cho da, không chứa paraben, cồn nên an toàn tuyệt đối cho cả da nhạy cảm. Công dụng của sữa tắm dạng lotion hương hạnh nhân 3S là gì? Làm sạch da nhẹ nhàng, không gây kích ứng, giúp cơ thể thư giãn hiệu quả sau một ngày dài, cân bằng độ phờ, dưỡng ẩm cho da luôn mềm mại, mịn màng suốt cả ngày, tạo lớp màng bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại bên ngoài, sử dụng lâu dài có tác dụng làm da trắng sáng tự nhiên, lưu hương hạnh nhân nhẹ nhàng, thư giãn. Thành phần của sữa tắm hương hạnh nhân LITDAMANDEDOUCE có gì? Chiết xuất hương hạnh nhân, dưỡng ẩm và thư giãn cho làn da. Glycerin, dưỡng ẩm hiệu quả và an toàn cho da. Đặc biệt, sản phẩm không chứa cồn, paraben nên an toàn với mọi loại da. Đối tượng sử dụng sữa tắm hương hạnh nhân 3S, LITDAMANDEDOUCE là sản phẩm sữa tắm của 3S dành cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Sai lầm lưu ý khi sử dụng sản phẩm, nên mua tại các địa chỉ phân phối chính hãng và uy tín, nên lấy một lượng vừa đủ để tránh lãng phí. Có thể sử dụng bông tắm để tạo bọt cho sữa tắm. Sau khi tắm nên sử dụng sữa dưỡng thể ngay để dưỡng ẩm cho da và hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Pinko đánh giá sản phẩm, ưu điểm, giá tốt so với dung tích và chất lượng, phù hợp cho học sinh, sinh viên, chai lớn phù hợp sử dụng cho cả gia đình, chiết xuất thiên nhiên, dưỡng ẩm tốt, dịu nhẹ và an toàn cho da. Nhược điểm, không có.